sáng ngày 24 tháng 7, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe đạp trên đường điện thoại 756 xi hướng từ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đi Tây Ninh. Khi đến ngã tư giao với quốc lộ 13, người này băng ra giữa đường sau đó lạng lách, đánh vòng nhiều vòng giữa ngã tư. Trong lúc đang lạng lách, người đàn ông đi xe đạp bất ngờ bị xe ô tô 5 chỗ chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Hớn Quản tông trực diện, hất văng nhiều mét. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe đạp bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.